Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule. You have just enjoyed the song Eternal Beloved, a poem written by Supreme Master Qinghai, set to music by Saint Tai Duhua, with vocal by Tai Hin and Yu Kuang, and illustrated dance by members of our Supreme Master Qinghai International Association. Здравствуйте! That means hello in South Ossetia. Generous viewers, my name's Veronica. The warm-hearted people of South Ossetia wishes that you may enjoy peaceful and simple lives as they do in their beautiful mountainous nation. Supreme Master Qinghai once said, "Only if we find God, then we will find true happiness, true peace, and everlasting bliss even in this life and the life after." Inspired by this beautiful, timeless wisdom, we would like to present to you a drama entitled The Eternal Beloved, illustrating a person's yearning for the Father in heaven and his eternal loving embrace. We now invite you to enjoy part one of this four-part program. Thời gian của con ở cõi trần đã mãn. Ta mừng là con sắp trở về nhà. Con đừng lo, khi thời điểm đến, con gái của con sẽ trở về với ta. Thank you.
nó cần phải tự chọn con đường cho mình. Chúng ta chỉ có thể khuyên dạy con và làm tấm gương đạo đức, thương yêu muôn loài và tôn kính Thượng Đế. Vân ơi! Dạ! Vào ăn sáng đi con! Vâng ạ! Con đi nha dì. Cho cô đặt 2 phần thịt kho thuần chay nhé. Dạ, chiều cô qua nhà con là có ạ. Con về rồi dì ơi. Chuyện gì mà con vui vậy? Dì biết không, 2 chị bạn của con đó giờ ăn thuần chay rồi. Vậy à? Dạ. Tốt quá, ước chi cả làng mình ăn thuần chay hết con nhỉ. Dạ. Nếu con là vua, con sẽ bảo toàn dân ăn thuần chay hết. Con mà làm vua, chắc gì phải làm cho con bộ râu giả quá à? Dì mới đan xong cái áo ấm mới này cho con nè. Áo dì đan đẹp thật đó. Dì học từ mẹ con đó. Dì à, người chết rồi sẽ đi về đâu hả dì? Dì nghe người xưa nói là người tốt thì lên thiên đàng. Vậy cha mẹ con chắc đã lên thiên đàng. Cha mẹ con là người tốt mà. Đọc chuyện gì vậy? Hôm nay mình đọc chuyện Chúng ta là con cái của Thượng Đế. Thượng Đế là ai vậy cha? Là đấng cha lành đó con. Nhưng con có cha rồi mà. Thượng Đế là cha của con ở trên trời. Ngài thương yêu muôn loài và cũng thương con rất nhiều.
bánh thuần chay hả cháu? Dạ phải ạ, bánh ngon lắm bà. Cháu biếu bà một ít nhé. Cảm ơn cháu. Dạ, không có chi đâu bà. Bà ơi, bà để cháu cầm giúp bà nhé. Nhà bà ở đâu ạ? Cháu tử tế quá. Cha mẹ cháu hẳn là những người rất tốt, rất khéo dạy con. Cháu ước chi có thể biết cha mẹ mình hiện giờ ra sao. Ta có chiếc gương thần, có thể giải đáp những thắc mắc của cháu. Ba giờ sáng ngày mai, con trở lại đây. Hãy nhớ là con chỉ có thể hỏi 3 câu hỏi thôi. Hỡi gương thần, xin cho biết
cha mẹ tôi hiện nay ở đâu và họ có vui không? Họ đang ở một cõi đầy ánh sáng và phúc lạc. Hỡi gương thần, Thượng Đế là người như thế nào? 上帝就在我们那边，上帝是我们最大的能力，最大的智慧，什么都知道，什么都懂，什么人都能爱，什么东西都会做的，那个就是上帝，他不是一个人。 他是一个大爱力、大智慧、大能力。我们每一个人都有他，我们每一个人都是跟他同一体，就是因为我们有障碍、有成见、有习惯绑住、盖着，我们才不知道我们所伟大的地方，我们才跟上帝隔开。 Thượng Đế là tình thương, trí huệ và lực lượng tối thượng. Làm sao để gặp được Thượng Đế? Hãy tìm vị minh sư tại thế và học đạo với ngài. Nhưng tìm minh sư ngài ở đâu? Đây là đâu vậy? Đây là ngôi làng của những người tu pháp môn Quán Âm, là đệ tử của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là ai vậy chị? Ngài là một vị minh sư tại thế. Minh sư tại thế? Vậy là ngài có thể giúp em tìm gặp Thượng Đế? Em mang cuốn sách này về đọc, rồi em sẽ hiểu rõ hơn. Dạ. Có người mới ghé đưa con mấy cuốn sách này. Vân ơi, ra ăn sáng đi con. Vâng ạ. Dì à, ai đưa dì cuốn sách này vậy? Chắc không phải người ở vùng này. Sao để được thọ pháp tu hành? Thank you.
chị rồi. Em tới tìm bà lão đó sao? Chị biết bà lão đó sao? Ba hôm nữa ngài Thanh Hải vô thượng sư sẽ ban buổi lễ truyền tâm ấn. Em có thể xin thọ tâm ấn được không? Em về nhà chuẩn bị, sáng mai 6 giờ sáng em trở lại. Chị đợi em ở đây nhé. In some of her public lectures, Supreme Master Ching Hai emphasized the importance of finding a living master to attain enlightenment and liberation. And now I know the way to God cannot be written in language, cannot be spoken in any formula, but it has to be reawakened through another already awakened soul, through another person who has already remembered God, who has found God again. And if we happen to meet that kind of friend, then the reconnection takes place instantly, if we want that. And the so-called initiation is just the reawakening of this remembrance, reconnection of ourselves with our true selves, that is, God within us. Thưa dì, con có việc phải vắng mặt vài hôm. Con sẽ giải thích sau. Dì đừng lo lắng nhé. Ta sẽ mãi mãi yêu em qua bao nghìn thế giới, qua những người tình, qua những gì đẹp xinh mà em hằng tôn vinh. It's just because the living master are the transmitter directly of enlightenment and blessing. After the living master is gone, the energy diminished as days go by, years go by. So you have to find the living pole who still holds this energy of enlightenment and blessing direct from heaven to give it to you. Em sẽ mãi mãi đi tìm một tình thương diễm tuyệt, một tình thương trong người, một tình thương trong ta mà em hằng thiết tha. Một tình yêu chân thiết em chỉ có bên ta. Khi cuối đoạn đường đời, ta đưa em về cung trời trong tình thương vĩnh cửu và hào quang sáng ngời. Đã được thọ pháp. Dạ, em cảm ơn chị. Để chị dẫn em đi tham quan ngôi làng Quán Âm nhé. Dạ.
Đây là khu nhà của đồng tu trong làng. Đây là nhà chị. Đây là nông sản chung của làng. Em cảm ơn. Nơi đây mọi thứ đều miễn phí, mọi người chia sẻ với nhau. Nơi đây là nơi thiền khác ở ngoài trời. Đây là thư viện, lưu trữ tất cả kinh sách của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, và cũng có kinh điển của các vị minh sư quá khứ. Có thể trở lại đây bất cứ khi nào em muốn. Em có thể ở lại đây luôn không? Vận mệnh đang chờ em ở ngoài kia. Sau này em sẽ hiểu. Nếu có pháp tu để được khai ngộ và giải thoát, thì dẫu khó mấy, gì cũng không từ. Không lâu sau, dì của Vân cũng được thọ tâm ấn vào pháp môn Quán Âm. Cho mình rau quả hàng ngày. Mình bán chút ít bánh thôi cũng đủ sống rồi gì. Mà làm vườn cũng rất vui, lại tốt cho sức khỏe nữa gì à. Thank you.
từ ngày tu hành pháp môn Quán Âm, dì thấy tâm hồn thật thanh thản. Con cũng thấy vậy. Con chỉ biết cảm ơn Thượng Đế mỗi ngày. After contacting God, we find our life full of miracles and everything will happen like wonder. Everything will be taken care of. Everything will be so much in love, so much in harmony, and our souls find such a peace that we have never known exists up to that moment. Just love God with all sincerity and ask that you will seek God. Become one with God or become a Buddha. Ask for nothing else. And all the things in your life will be taken care of also. Dì ơi, trời mới mưa xong, ngoài rừng nấm mọc rất nhiều. Con đi hái nấm nha dì. Thưa, chú có bị sao không? Tôi bị lạc đoàn trong lúc đi săn, rồi bị tạ ngựa. May mà có các bạn thú mang thức ăn cho tôi mấy hôm nay. Vậy đó, tại sao chú lại muốn săn bắn họ? Thực ra mấy hôm nay tôi cảm thấy hối hận lắm. Hay chú về ở tạm nhà cháu vài hôm để dưỡng thương, rồi sau hãy tính. Là thật, không cả thịt trứng sữa, mà thức ăn luôn ngon miệng, rất đậm đà. Rất ngon, món nào cũng ngon. Vậy chú ăn thần chay luôn đi. Tâu thánh thượng, chúng thần có lỗi đã khiến ngài phải chờ đợi quá lâu. Xin bệ hạ lượng thứ. Các khanh hãy bình thân. Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh hãy bình thân. Khi trở về hoàng cung, ta sẽ ban lệnh cấm săn bắt trên toàn vương quốc. Đội ơn thánh thượng.
chúng tôi quê mùa, làm sao dám nấu cho vua? Đức vua anh minh, nên hẳn có lý do của ngài. Thần tiếp chỉ. Sáng mai họ đến đón mình phải không dì? Dì nghĩ cứ làm hết sức mình, sư phụ sẽ an bài tốt đẹp thôi con.
thánh thượng mới tiệc chay. Tôi sợ quá, lo ăn trước ở nhà. Ai ngờ thức ăn tuần chay lại ngon như vậy chứ. Ôi trời, món ngon như thế này, ước gì có thể mang về cho phu nhân một ít. Không biết cô bé đã nói như thế nào mà hoàng thượng với hoàng hậu á lại chuyển sang ăn tuần chay như thế này. Hey, phen này mình sẽ phải ăn tiệc chay dài dài. Hey, khổ thân. Nè, đồ ăn ngon thế này có gì mà khổ. Hoàng thượng mà nghe được thì tiệc chay anh cũng không có mà ăn. Thần miệng lễ. Phải, họ nên bận rộn với những thú vui lành mạnh. Như vậy sẽ tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần của họ. Này, thánh thượng cho mở lớp học võ, nấu ăn thuần chay, rồi trồng cây làm vườn, thêu thùa hội họa, rồi còn pha trà nữa, đủ thứ cả. Thật tuyệt vời. Mà từ ngày thánh thượng ra chỉ thị, phu nhân tôi cứ vài hôm lại đòi đi học cái gì đó. Ủa, phu nhân lại đi đâu nữa vậy? Thiếp đi học bơi, cho có éo mà. Thiếp đi nhé. À, mà nghe nói con trai anh đi học võ, giờ không còn mê bài bạc nữa phải không? Phải rồi, thật tình mà nói, từ khi chuyển sang ăn thuần chay, gia đình tôi giờ êm thấm hơn xưa nhiều lắm. Ăn thuần chay, rồi dạo này tôi còn làm vườn nữa, thấy trong người nó khỏe hẳn ra. Tôi thấy thánh thượng thật anh minh. Thánh thượng anh minh. Thánh thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các hành miễn lễ. Muôn tâu thánh thượng, chúng thần đã thực hiện các ý chỉ của ngài. Hiện nay, khắp nơi trong nước đều có thư viện để dân chúng ai ai cũng có cơ hội đọc sách thánh hiền và những tấm gương đạo đức của cổ nhân. Lời dạy của các bậc thánh hiền cũng được cho viết ra và được đặt ở khắp nơi để nhắc nhở dân chúng về lối sống cao thượng. Từ ngày thánh thượng cải cách chính sách, nông dân được hỗ trợ thêm, gạo lúa, rau quả ngày càng dư dật, nhà nhà no ấm, đủ đầy. Khắp nơi, người dân không ngớt lời tán thán bệ hạ.
Thật ra đây cũng là ý kiến của một cô gái. Bệ hạ muốn nói đến... Phải, cô Vân. Đây cũng là lý do mà trẫm triệu các khanh vào hôm nay. Trẫm muốn noi gương các thánh vương ngày xưa, tìm người hiền nối ngôi. Xin bệ hạ đừng sớm rời bỏ chúng thần. Các khanh hãy đứng lên. Trẫm này đã lớn tuổi, muốn lui vào ám thất tu hành thánh tịnh. Các khanh không muốn giúp trẫm toại nguyện sao? Xin bệ hạ an lòng, chúng thần sẽ hết lòng phò tá tân vương. Dĩ không phải làm cho con bộ dâu giả. Trẫm đã tìm được người hiền để thấy trẫm chăm lo cho bá tánh. Sau khi lên ngôi nữ vương, Vân lập tức soạn thảo và ban hành luật thuần chay và bảo vệ loài vật. Loa, loa, loa! Từ hôm nay, toàn dân phải áp dụng lối sống thuần chay. Tất cả loài vật phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ. Loa, loa, loa! Trời trong xanh, trăng thanh thanh, sao ngời lấp lánh, mây vờn quanh quanh. Đêm yên bình, vương tĩnh mịch, trời đất nghĩa chập chờn. Xin cho con được làm công cụ khiêm tốn và biết ơn của Thượng Đế. Xin cho con luôn yêu thương,
tưởng nhớ Ngài. If we have only the world and don't have God, then we have only half of it. We don't even have half of it. We have only a little bit because we will lose them all. But once we have God, we have everything. Seek you first the kingdom of God and everything else will come to you. And that's the promise that God made to us before we were even born. We forgot that. Chánh pháp từ đó lan truyền rộng rãi. Quần dân đều lấy việc tu hành, đạo đức làm trọng. Khắp nơi thiên hạ vui hưởng thái bình, hạnh phúc. Since ancient times, all the sages, the saints, encourage us, emphasize us that seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. This is why the ancient Chinese wise sages say, you first improve your own self, and then you can take care of the whole family, and then you can govern the country, and then you can pacify the whole world. Ai qua đây có phải ngài chẳng mây sao hay áo ngài vương vương cõi trần thiên nguyệt cầm hoàng vương vương cõi trần. Beloved viewers, thank you for your uplifting presence today. Coming up next is ReFarm, switching to plant-based milk farming with Geraldine Stark, part 2 of 2, right after Noteworthy News. May your spiritual journey be quickened by God's boundless love and grace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Naše programy nabízejí více jazyků. Prosím, navštivte suprememastertv.com/schedule a suprememastertv.com/AJAR.